chúng tôi là Lê Bích Trâm xin hân hạnh kính chào quý vị, và chúng tôi được ban tổ chức giao phó trọng trách điều hợp chương trình tưởng niệm ghi nhận năm thứ bảy của cố thi sinh Nguyễn Trí Thiện. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu thi phẩm Hoa Địa Ngục và tập truyện Hỏa Lò của cố thi sĩ do tủ sách Tiếng Quê Hương tái bản. Bên cạnh đó là phần tâm tình của các vị diễn giả, từng là những người bạn thân, những người cảm phục, những người ngưỡng mộ nhà thơ. Và đặc biệt, chúng ta sẽ có sự xuất hiện của một vị từng là người bạn đồng tù của Nguyễn Trí Thiện. Và phần phụ diễn văn nghệ với những nhạc phẩm đấu tranh, những nhạc phẩm thơ phổ nhạc của Nguyễn Trí Thiện với ban tù ca Xuân Điềm, với Suga Nam Kali, ca nhạc sĩ Việt Khang. Đặc biệt, chúng ta có sự xuất hiện của nữ ca sĩ Thu Sương đến từ Paris, Pháp Quốc. Và sau đây, kính mời quý vị đứng dậy để nghiêm chỉnh cử hành nghi thức chào quốc kỳ. Việt Mỹ sẽ do ban tù ca Xuân Điềm đảm trách. Nghi lễ chào quốc kỳ, chúng ta sẽ có chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và chào quốc kỳ Hoa Kỳ, sau đó là tiễn biệt. Lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa sẽ chúng ta, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đồng ca, và sau đó là lễ phần chào quốc kỳ Hoa Kỳ thì đơn ca do cô Lan Hương là thành viên của ban tổ ca sẽ đơn ca. Bây giờ xin kính mời quý vị nghiêm chỉnh chúng ta làm lễ chào quốc kỳ. Lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa.
phút mặc niệm để tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công đức dựng nước, giữ nước, các vị anh hùng dân tộc, vị quốc vong thân, tưởng niệm các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chiến đấu bảo vệ miền Nam tự do, đặc biệt tưởng niệm anh linh của cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, một nhà thơ lớn của Việt Nam đã bị vùi dập trong suốt 27 năm trời trong ngục tù cộng sản chỉ vì dám viết lên những vần thơ đanh thép và trần cái ác của chế độ. Phút mặc niệm bắt đầu. Chủ nhiệm Nguyễn Sang diễn đàn giáo dân, ông là một người hoạt động cộng đồng, tích cực yểm trợ cho các tù nhân lương tâm và tranh đấu không ngừng nghỉ cho một Việt Nam tự do. Xin chào đón lời chào mừng của ông Nguyễn Văn Liêm. Thưa quý vị, chúng tôi hân hoan chào mừng toàn thể quý vị đến tham dự buổi tưởng niệm thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, quý nhật năm thứ bảy của nhà thơ. Tủ sách tiếng quê hương, Nguyệt Sang diễn đàn giáo dân và mạng lưới nhân quyền tổ chức buổi tưởng niệm này để nhớ đến một con người mà nhân cách, tinh thần và ý chí của ông đã để lại cho đời, cho quê hương dân tộc một mẫu gương tranh đấu, can đảm chống lại cái ác, cái gian tà của bạo quyền, cũng như mong muốn là một dịp để nhắc nhở về sự tranh đấu cho một Việt Nam dân chủ tự do. Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đi vào lòng đất đã 7 năm qua. Nhưng qua thi ca, tiếng nói của ông vẫn còn vang vọng mãi trong lòng người. Tiếng nói ấy đã luận trần sự gian trá và độc ác của chế độ. Thơ của ông, tác phẩm Hoa Địa Ngục, như cánh cửa mở ra cho thế giới bước vào nhà tù cộng sản, từ nhà tù nhỏ đến nhà tù lớn Việt Nam. Thơ của ông chẳng có chi là hư cấu, như thi sĩ đã nói, chỉ ghi lại bao cảnh đời tan nát, chôn vùi, trong đó có chính cuộc đời ông. Khởi đầu, thân phận nghiệt ngã khi mới bước vào tuổi đôi mươi, khi chỉ nói lên đôi điều sự thật đối với những người học trò trong một lớp học, khác với sự tuyên truyền của kẻ cầm quyền, ông đã phải đánh đổi với bao nhiêu năm tháng tù đầy khắc nghiệt. Có lẽ trong tất cả các nhà tù nhân loại,
không ở đâu có những nhà tù kinh hoàng và hãi hùng mà thi sĩ Nguyễn Chí Thiện và các tù nhân lương tâm ở Việt Nam đã trải qua. Có những khi ông đã ngã quỵ trong xà lim tù ngục, nhưng nhờ ý chí mạnh mẽ, ông phải sống để dùng thơ nói về sự thật của chế độ cộng sản. Trong những lúc tuyệt vọng ấy, thi sĩ đã vịn vào thơ mà đứng dậy. Đói, rét, ốm, đọa đầy, cắt bỏ chỉ một giây, nhưng thơ còn chờ đây, không được hèn như vậy. Sự tranh đấu và ý chí kiên cường của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện được tiếp nối bởi những con người Việt Nam vẫn luôn luôn tha thiết với quê hương, hằng khao khát cho đất nước sớm có dân chủ tự do, thoát khỏi vòng nô lệ của kẻ thù phương Bắc. Đó là những ý nghĩa tưởng niệm thi sĩ Nguyễn Chí Thiện hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Nếu như ai hỏi nhà tù cộng sản có gì đặc biệt so với thế giới, câu trả lời nhanh nhất, hãy đọc cái phẩm Hoa Địa Ngục. Kính thưa quý vị, bài thơ mang tên Thơ Của Tôi khẳng định thơ của Nguyễn Chí Thiện không vòng vo hoa mỹ, mà viết với mục đích duy nhất đó là tố cáo tội ác của chế độ. Và vào năm 1970, Nguyễn Chí Thiện mở đầu bài Thơ Của Tôi như sau: Thơ của tôi không phải là thơ, mà là tiếng cuộc đời nức nở. Dường như thấy như vậy cũng chưa đủ, 5 năm sau đó, vào năm 1975, ông lại viết thêm một bài cũng Thơ Của Tôi, lời lẽ khốc liệt hơn. Lần này ông kết với hai câu: Thơ của tôi chỉ để đám dân thường nhìn thấu suốt tim đen phường quỷ đỏ. Mời quý vị thưởng thức phần trình diễn diễn ngâm Thơ Của Tôi do Ái Phương trình bày. Ngay sau đó, Ái Phương sẽ đơn ca Chiều Tháng Sáu, thơ Nguyễn Chí Thiện, nhạc sĩ Phan Văn Hưng phổ nhạc, viết về những hồi tưởng của người tù sống trong cảnh đọa đày, chỉ biết mơ về một thời hạnh phúc xa xưa mà ngày nay chỉ còn trong ký ức. Thank you.
tiếng răng lạnh đập vào nhau khổ sở, tiếng dạ dày đói lòng chiều thứ bảy anh nằm đấy lòng.
chợt thấy buồn. Không trách em, chỉ nghĩ đời anh $900. Xin cảm tạ nhà văn Việt Nữ. Ký giả Phiến Đan, nhà truyền thông Phiến Đan $100. Xin cảm tạ chị Phiến Đan. Phần đóng góp $50 của ông bà Trần Dạ Từ. Kính thưa quý vị, Nguyễn Chí Thiện bị bắt vào năm 1960, thì đến 1961, nhà thơ phùng cung của phong trào nhân văn giai phẩm cũng bị bắt. Theo lời kể của Nguyễn Chí Thiện, hai người đã gặp nhau trong nhà tù Yên Bái. Hai người bạn tù nhờ vào thơ mà có được chỗ dựa tinh thần trong những năm tháng dài bị đọa đày. Xin quý vị chào đón phần chia sẻ của vị diễn giả từng là một giáo sư văn chương Việt Nam từ cấp bậc trung học cho đến đại học ở trong nước thời trước 75. Và khi ở Hoa Kỳ thì ông là một chuyên viên thư viện tại một số trường đại học, phụ trách tài liệu về giáo dục và Á Châu học. Sau khi về hưu, ông dành nhiều thời giờ để giúp các bạn trẻ muốn tìm hiểu về văn học và văn chương Việt Nam. Xin mời lên và chào đón phần chia sẻ của giáo sư Trần Huy Bích nói về nhân cách nhà thơ phùng cung trong tập truyện Hỏa Lò của cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện. Kính thưa quý vị trưởng thượng, kính thưa quý vị quan khách,
Kính thưa quý vị thân hữu, những người quý trọng và ngưỡng mộ nhà thờ Nguyễn Chí Thiện, các anh chị trong ban tổ chức trao cho tôi nhiệm vụ đọc bài về Phùng Cung trong cung hỏa lò của nhà thờ Nguyễn Chí Thiện để thử tìm hiểu về nhân cách, cốt cách của nhà văn nhà thơ Phùng Cung, rồi sau đó cố gắng thử nhận thức thêm về nhân cách, cốt cách của chính tác giả nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Hỏa lò. Là nhan đề tập truyện vô cùng xuất sắc của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, được tủ sách, được tổ hợp xuất bản miền Đông Hoa Kỳ, cộng tác với nhà xuất bản Cành Nam, xuất bản năm 2001, hiện đã tuyệt bản. Hiện nay được tủ sách Tiếng Quê Hương tái xuất bản và phát hành nhân lễ dỗ nhà thơ Nguyễn Chí Thiện hôm nay. Tất cả chúng ta đều biết Nguyễn Chí Thiện là một nhà thơ, nhưng một số người, có lẽ một số người chưa biết ông là một nhà văn có tài, điển hình là với tập truyện Hỏa Lò này. Theo giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, trong lời tựa tập truyện Hỏa Lò khi xuất bản lần đầu năm 2001, ngay từ khi nhà thơ Nguyễn Chí Thiện mới tới định cư ở vùng thủ đô Washington cuối năm 1995, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã gợi ý nhà thơ nên viết một cuốn hồi ký về những năm tháng tù đầy. Nhưng lần nào nhà thơ Nguyễn Chí Thiện cũng cho biết rằng ông bị suy nhược thần kinh, chỉ đọc 20 phút tới nửa giờ là cũng bị nhức đầu, chứ đừng nói là phải viết và suy nghĩ. Ông tâm sự là để viết hồi ký nhà tù, ông sẽ phải vận dụng trí nhớ để dựng lại cả cái không khí hồi đó với những diễn biến từng ngày như chúng ta, như người ta thực hiện một cuốn phim. Đó là một việc làm khó cho một người ở tình trạng sức khỏe suy kém như ông. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã thông cảm và không hối thúc nữa. Rồi, năm 1999, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện nhận lời mời của Mỹ Viện các nhà văn, đúng tên tiếng Pháp là Parlement de Saint-Germain ở Âu Châu, để đến nghỉ ở thành phố Strasbourg bên miền Đông nước Pháp. Ông được tổ chức này tặng bằng ngân khoản khiêm tốn hàng tháng và cung cấp một chỗ ở khá tiện nghi để ngồi viết điều gì mà ông muốn. Sau một năm, tổ chức này ra hạn trợ cấp thêm một năm nữa. Lần này họ để ông sống ở một thị trấn nhỏ trong vùng bờ biển Normandy, Tây Bắc nước Pháp. Nhờ thế ông hoàn tất tập thơ ông dịch sang tiếng Pháp cùng với hai dịch giả khác, lựa dịch một số bài từ hai bông hoa địa ngục 1 và 2. Về đầu năm 2001, ông điện thoại báo tiêm với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là ông đã hoàn tất tập truyện Hỏa Lò. Tập truyện gồm 6 truyện ngắn và một truyện có thể gọi là truyện vừa. Đó là truyện Sương Buồn Ôm Kết Non Sông, gồm 122 trang trong bản in của chúng ta hiện nay, từ trang 197 đến trang 318. Và viết bài về Hùng Phùng Cung ở trong số truyện ngắn trong tập sách này thì từ trang 157 đến trang 194. Theo giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, chứ chúng ta đã có khá nhiều những hồi ký về nhà thơ cộng sản của các tác giả sống từ miền Nam sau 1975 như Đại học Máu của Hà Thúc Sinh, Đánh Địa Ngục của Đại Tị hay Ánh Sáng Ở Bóng Tối của Hoàng Liên. Nhưng những tiếng nói từ miền Bắc chưa có nhiều. Từ trước mới thấy có Thằng Người Con Nuôi Của Thế Gian, Đêm Thế Văn Ngày Của Quốc Thư Hiên, Chiều Chuyện Kể Năm 2000 của Bùi Hữu Tấn. Quân Hòa Đạo của Nguyễn Chí Thiện là một đóng góp tuyệt đối. Tôi có chung nhận xét với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, từ một người bút chuyên làm thơ, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã chuyển sang văn xuôi với một phong cách rất vững vàng, sống động và đã thành công. Ông có những đoạn viết rất đặc biệt khi mô tả các nhân vật nữ trong hoàn cảnh trong giam cầm. Bài về Phùng Cung là một chuyện kể rất sát sự thực, đúng là một chuyện kể hơn là một chuyện. Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện cho biết ông đã mến và phục Phùng Cung ngay từ sau khi đọc truyện Con Ngựa Già Của Chú Trịnh đăng trên báo Nhân Văn số 4 năm 1956. Nhưng mãi đến mùa đông năm 1970, tức là 14 năm sau, sau khi được chuyển trại từ Yên Bái tới nhà tù nổi tiếng Phong Quang, ông mới được gặp Phùng Cung. Có ông đã có dịp thì thào trò chuyện, được uống trà
đọc thơ cho nhau nghe. 2 năm sau, tháng 11/1972, Phùng Vũ được tha về là mày thợ đinh trong 5 năm tháng còn lại. Đến 1977, nhà thơ Nguyễn Thị Thiện mới được thả. Sau khi vào tòa đại sứ Anh cho đọc thơ cho họ, ngày 16/7/1979, ông bị bắt ngay vào hỏa lò, tập giam thêm 12 năm nữa. Sau khi được thả lần thứ 2 năm 1991, nhà thơ Nguyễn Thị Thiện vẫn tới gặp các bạn tù cũ như Phùng Cung, Phùng Quán, đấy là Kiều Duy Minh. Và theo Nguyễn Thị Thiện, nhưng ngày chủ nhật tới nhà anh Cung, ở chơi với cả ngày, là hút thuốc lào, uống trà, chuyện văn thơ, ngồi ngay trên nền nhà. Sau khi sang được Hoa Kỳ cuối năm 1995, thỉnh thoảng nhà thơ Nguyễn Thị Thiện vẫn gọi điện thoại về thăm hỏi gia đình và các bạn. Ngày 10/5/1998, khi gọi về nhà đối với Kiều Duy Lĩnh, nhà thơ Nguyễn Thị Thiện mới được biết, mới được các bạn cho biết là Phùng Cung đã mất một hôm trước đó, sau 2 tuần bảo bệnh. Thêm nhắc lại những chữ của chính Nguyễn Thị Thiện, tôi bàng hoàng, lòng quặn đau. Về nhân cách của Phùng Cung, nhưng điều Nguyễn Thị Thiện cảm động nêu ra thì rất nhiều. Vì thời giờ có hạn, tôi xin liệt kê 3 điểm chính sau đây. Điểm thứ nhất là theo lời của Nguyễn Thị Thiện, Phùng Cung sống rất sơ sài, không để ý đến chuyện ăn chuyện mặc. Ước vọng của anh đến dân tộc không cao xa, anh chỉ dám mơ cho người dân được sống sung hòa, đầy đủ rau gạo. Thế thôi. Nhà thơ Nguyễn Thị Thiện, quý nhà thơ, quý nhà văn Phùng Cung, có lẽ vì ước vọng của chính nhà thơ Nguyễn Thị Thiện cho dân tộc cũng rất đơn giản, chứ không cao xa gì. Chẳng hạn cũng biết một câu, chẳng hạn, sẽ có một ngày con người vứt súng, quất cùi, quất cờ, quất đạn, về những miếu đường mồ mả ra chiêm, đặt vòng hoa tái ngộ, mộ cha ông, đơn sơ như vậy thôi. Hay là tiếng sáo mục đồng êm mà tỉnh quê ta biết ngân nga, hay tiếng tiến quân ca và tiếng quốc tế ca là tiếng sáo điệu trên trời xanh bao la, đơn giản như thế thôi. Kính thưa quý vị, nhà thơ Phùng Cung từng kết án cái lời quốc ca của chế độ Hà Nội, không có quốc ca nào mà man rợ sắc phong quốc ca của chúng ta, thầy phanh thây uống lỗ quân thủ. Phùng Cung than thở như vậy và muốn thiết kiệm như là thay tiếng quân ca bằng tiếng sáo diều trên trời xanh bao la. Đây là điểm thứ nhất tương đồng của hai ông. Điểm thứ hai, theo nhà thơ Nguyễn Thị Thiện, trong tang lễ nhà thơ Phùng Quán năm 1995 do nhà văn Phùng Cung đứng ra tổ chức, tôi xin nói thêm là nhà thơ Phùng Cung và nhà thơ Phùng Quán coi nhau như những kết nghĩa. Ông Nguyễn Thị Thiện, ông Phùng Cung hơn 4 tuổi. Thế để trong cái tang lễ đó có một cái lạc điệu lạc lõng là bài thơ của Hoàng Cầm đọc. Trong bài thơ ấy, có lẽ là cố lấy lòng chế độ, Hoàng Cầm đã có câu là Phùng Quán bước vào lòng trung thủy với bác. Thế bài thơ ấy khiến chị Trâm, vợ nhà thơ Phùng Quán giận dữ nói, anh Quán đã bỏ đảng bỏ bác từ lâu rồi, anh Hoàng Cầm đã xỉ nhục chồng tôi. Sau khi nhà thơ Nguyễn Thị Thiện ra khỏi tù lần thứ 2 năm 1991, ông đến thăm nhà văn Phùng Cung. Phùng Cung đưa ông xem cái bài Nhớ về làng Sen do Hoàng Cầm làm để ca ngợi Hồ Chí Minh nhân được kỷ niệm 100 năm ngày sinh Hồ Chí Minh, tức là ngày 19/5/1990, cho là kỷ niệm 100 năm cái ngày 19/5/1890. Cái bài thơ của Hoàng Cầm đó được chế độ rất thích và đăng kín 2 trang báo văn nghệ. Phùng Cung cũng đưa Nguyễn Thị Thiện xem cái bài Trường Ca Bác do Lê Đạt làm cũng trong thời gian đó, cũng được ca tụng Hồ Chí Minh. Khi Nguyễn Thị Thiện hỏi tiếp cho Hoàng Cầm và Lê Đạt, tại sao các anh ấy phải làm như thế? Thì Phùng Cung nói, không bao giờ Phùng Cung mời các vị đến nhà vợ. Chúng ta thấy có chỗ giống nhau. Phùng Cung và Nguyễn Thị Thiện cũng giống nhau là không khẳng khái, không chịu khuất phục, không đầu hàng trước bạo quyền. Điểm thứ ba là theo Nguyễn Thị Thiện, Phùng Cung chỉ mong cho thế giới an bình, lòng người dịu lắm, thôi chém thiết. Tư tưởng nhân ái này Phùng Cung diễn tả bằng những nguồn thơ êm mà tuyệt mỹ như vùng châu thổ lưỡng hà vang tiếng rãnh, lớp lớp thương phong lòng bằng an ngồi dậy, riêng sao mai yêu ái trong lành. Theo lời giải thích của nhà thơ Nguyễn Thị Thiện trong tập Hỏa Lò thì trong danh từ sao mai, Phùng Cung muốn nói biểu tượng đức mẹ của lòng lành, của sự quan phòng ưu ái.
Phùng Cung không phải là người công giáo. Trước kia ông tin theo đảng, theo chủ nghĩa cộng sản, nhưng sau khi ông nhận thấy bất cứ nước nào áp dụng chủ nghĩa này, chủ nghĩa vô thần đấy, thì đều gây ra các thảm họa ghê gớm. Phùng Cung hướng về Thiên Chúa, cầu mong có ngày khắp nẻo xanh Nam Bắc bán cầu, chim hót thánh thi. Ý thức rõ rằng ngày nào còn đảng cộng sản, ngày ấy dân tộc còn chìm đắm, còn quằn quại trong vực thẳm, Phùng Cung khao khát được thuốc đường xung trận, chăm sả và con rắn đỏ để đón Rồng Thiêm về lại xứ sở. Sau đó, khi xong việc, ông sẽ quỳ xuống để nghe Thượng Đế phán xét hành vi xung sát của ông. Muốn thiết hiện nhớ đến những vần thơ sau đây của Phùng Cung: còn ta lưng đeo roi, ta quỳ dưới chân Thượng Đế nhân tử để người tiện xét hành vi ta xung sát. Đọc tiểu sử Phùng Cung, chúng ta cùng thấy ông hoạt động cho phong trào Việt Minh từ năm 17 tuổi. Ông sinh năm 1928 và ông là người cầm đầu cuộc khởi nghĩa cướp chính quyền năm 1945. Khi ông mới 17 tuổi, tuổi ta là 18, ông được bầu làm chủ tịch liên xã. Ông tranh đấu chống Pháp, đặc biệt ông nghĩ rằng tranh đấu chống Pháp để bảo vệ độc lập. Còn chính ông cũng chỉ mong ước vọng của ông là thế này: dấu xưa ơi, ta dừng khương, chuồng chuông nhỏ chết tháp thiêng làm cũ, mà nghe tiếng chiều sầu đổ, dương siêu hóa, quay biểu hồn ra muôn cánh xanh, lừng lừng. Kính thưa quý vị, hướng về một đấng tối cao, thiêng liêng, nhân tử, sáng tạo ra và có thể phán xét mọi hành vi của con người, Phùng Cung khó có thể thành một người cộng sản, đúng nghĩa người cộng sản. Cho nên ông đã bị chế độ cộng sản đầy đọa trong rất nhiều năm. Xây sân đọc các cảm xúc của Chí Thiện sau khi người tiên Phùng Cung đã qua đời. Thế là anh đã vĩnh viễn ra đi, tôi chẳng bao giờ được trông thấy anh, nhìn thấy nét mặt đầy ưu tư của anh, nâng cốc uống trà với anh, nghe đọc thơ nữa. Trời gần sáng, tôi nhắm mắt trở đi, mơ thấy miếng vì sao như cánh buồm xanh biếc, đừng ngược dòng mất trong gió, đưa linh hồn anh về với Thượng Đế Chí Nhân. Hai nhà thơ cùng tiếp tục ở Thượng Đế Nhân Từ Chí Nhân. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tưởng niệm là theo cuốn Chí Thiện, tôi cũng xin đề nghị chúng ta cũng nên dành ít phút để nghĩ đến nhà thơ Phùng Cung, người bạn mà quý vị vô cùng quý trọng. Cảm ơn sự lưu tâm của quý vị. Thưa quý vị, ngày nay trong thời đại thông tin đại chúng thì có đánh giá nói là lãnh tụ Hồ Chí Minh của người Cộng sản là một tội đồ dân tộc, bởi vì đã du nhập chủ nghĩa Cộng sản vào Việt Nam và giết hại hàng triệu sinh linh vô tội. Thế nhưng từ nhiều năm qua thì người Cộng sản vẫn dùng bộ máy tuyên truyền và bưng bít thông tin để mà thần thánh hóa Hồ Chí Minh nhằm tạo chính nghĩa cho vai trò thống trị của Đảng. Thế mà rất sớm, từ năm 1968, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã làm một bài thơ mà lấy ngay đầu đề là câu nói nổi tiếng của Hồ Chí Minh: không có gì quý bằng độc lập tự do, để vạch trần tội ác của Hồ Chí Minh. Mời quý vị thưởng thức phần trình diễn đơn ca của nhạc sĩ Hồ Văn Sinh, "Không có gì quý hơn độc lập tự do", thơ Nguyễn Chí Thiện do nhạc sĩ Hồ Văn Sinh phổ nhạc. Thưa quý vị, trước hết là chúng tôi xin được kính chào tất cả quý thân hữu, bạn bè cũng như những người đã thương mến nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Cái thứ hai là tôi xin lỗi quý vị là xin phép được đổi cái mục này, bởi vì tôi đang điều trị một cái chứng bệnh, và cái chứng bệnh này đã làm cho tôi rụng hết tóc, thành ra bây giờ phải dùng cái mục này để mà là nó bớt xấu ra đi. Thưa quý vị, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện có rất là nhiều cái kỷ niệm đối với chúng tôi. Ông đã ở với chúng tôi, tức là sống ở chung một cái ngôi nhà đến 5 năm. Và trong cái thời gian đó cũng có lúc mà nhà văn Phan Nhạc Nam cũng đến ở chung với một cái người nhà đó.
chúng tôi có 3 người. Và hồi đó chúng tôi cũng mô tả là có một ông nhạc sĩ, một ông thi sĩ và một ông nhà văn. Và những cái kỷ niệm mà chúng tôi không quên đó là ba người chúng tôi, thật sự lúc đó tôi thì người là nhỏ nhất, nhưng mà không biết tại sao mà cái duyên nào đó đã đưa lại chúng tôi, ba người chúng tôi sống với nhau trong một cái ngôi nhà. Thì lúc bây giờ đã được phân chia, anh Phan Nhật Nam là lo về nấu cơm, lo về nấu cơm, tôi thì tôi lo đồ ăn, tức là tới bữa thì kiếm mua đồ ăn gì đó về, rồi rửa chén là anh Nguyễn Chí Thiện. Thưa với các anh chị, người ta có nói là tứ đổ tường, tức là cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút sách. Trong cái câu này đó, nó hàm ý là nó đến 8 vấn đề, tức là cờ bạc khác nhau. Đó thì 8 vấn đề. Tôi thì tôi có thể là tôi có đủ hết cả. 8 cái tôi có đủ hết. Nhưng mà với nhà thơ Nguyễn Chí Thiện thì chỉ có một cái thôi, là ông hút thuốc. Ông là một cái tấm gương mà chúng tôi rất là mến phục. Nghĩa là không bao giờ nói chuyện đàn bà con gái, không bao giờ có một tiếng chữ thề, không bao giờ mà la cà nhậu nhẹt hay là đúng thứ gì hết cả. Và trong suốt 5 năm mà ông Nguyễn Chí Thiện đã sống bên chúng tôi, phải nói là một cái điều chúng tôi học hỏi rất là nhiều. Và để không mất thì giờ quý vị, tôi cũng phải nói là hôm nay xin lỗi cái linh hồn của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, là tôi có nói rằng là em sẽ phổ nhạc khoảng 10 bài thơ thôi của anh, để rồi sau này đó anh em mình đi làm những cái chương trình gọi là thơ nhạc Nguyễn Chí Thiện. Nhưng mà khi mà tôi đã phổ được khoảng chừng 4 bài thôi, được bận rộn quá không có làm tiếp được. Và cho đến lúc mà Nguyễn Chí Thiện ra đi thì đến bây giờ này cái lời hứa đó nó vẫn chưa có hồi đáp. Thành ra đó là một cái lời rất là hân hạnh của chúng tôi. Bây giờ mời quý vị nghe cái bài của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập Tự Do. Còn có người mơ hồ nghe nó thì mới vang
dấu bám bền vào hình xác lão mão lâm la bạc thay nga hòa văn thiên gia cũng nhào ra từng địa trung hoa không mãi xa đầu mà cũng tóc nó từ xa nói đúng không yên tất bật đi đầu lúc lúc vào đầu lúc lúc vào nhà nó gọi tàu nhà là cha anh nó và tình nguyện làm con chó nhỏ sống giáo dựng nhà gác ngõ cho cha anh nó tận thu từ quả chữ quả chân học thói hung tàn của cha anh nó ôi biết rõ được bao miền bắc này biết rõ việc nó làm tội nó phạm ra sao nó là tên trùng đạo phủ năm nào hồi cày đã đem thủ đem văn đối với chiều nông dân rồi bảo bà nhầm lẫn từ nó đi trùng điệp vân dân ôi đồng lập tự do xưa cũng đi quý hai thứ đó đất bắc mắt ngựa vào tay nó nhưng nay mà vẫn còn có người mơ hồ nghe nó thì mới vang lên tận nguyện Chúa thật có quý vị. Bác sĩ Trần Việt Cường sinh hoạt trong công tác để phục vụ giới trẻ trong nhiều thập niên qua. Ông tham gia nhiều sinh hoạt đòi hỏi tự do dân chủ cho quê hương. Ông là thành viên cho quỹ yểm trợ đấu tranh cho nhân quyền và các tù nhân lương tâm Việt Nam. Bác Trần xin bật mí. Anh Cường còn là một người thuộc thơ và có thể đọc thơ Nguyễn Chí Thiện một cách vanh vách. Bác Trần phục ảnh sát đất ở điểm này. Xin mời bác sĩ Trần Việt Cường lên đây để chia sẻ xung quanh chủ đề con người và chứng từ của cố thi sĩ trong tập thơ Hoa Địa Ngục. Trong những lời giới thiệu của cô Bích Trâm, cảm ơn toàn thể quý vị. Tôi nhận thấy có nhiều đàn anh và những thân hữu mà chúng tôi rất quý mến, rất cảm ơn. Xin mời quý vị đi vào cuộc hành trình qua một số những vần thơ của tập thơ vĩ đại Hoa Địa Ngục để nhận ra chân dung của một người Việt Nam đáng cho chúng ta cảm phục và hãnh diện, cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện. Và chúng ta tưởng niệm hôm nay một biểu tượng của tâm hồn tha thiết yêu chuộng tự do trong lòng chế độ cộng sản bạo tàn, biểu tượng của lòng bất khuất trước đàn áp và bạo lực, và của tiếng nói can trường và kiên quyết đòi tự do cho dân tộc, và nhất là tìm ra một chứng từ mà ông khao khát ước mong nói cho cả nhân loại biết là cộng sản là tai ương lớn lao nhất của nhân loại. Chứng từ của ông không phải là những suy tưởng hư cấu, nhưng như chính ông đã nói, chiều cuộc đời khổ oan nát tan trăm ngàn mảnh chắp nối lại với thành những vần thơ quái ai oán. Hãy đi từ thuở Nguyễn Chí Thiện mới vào tuổi đôi mươi, tuổi đôi mươi tuổi bước vào đời, hồn lồng cao gió thổi chơi vơi, bốn phía bao la chỉ thấy chân mây rộng tuyệt vời. Và như nhiều người trẻ có lý tưởng, ông đã lầm tin vào cộng sản, ngỡ cờ sao rực rỡ tua thắm màu xứ sở quê hương. Nhưng rất nhanh, có ngờ đâu giáo giờ đã lên đường hung bạo xóa bờ kim cổ. Ông lên án chế độ cộng sản là chế độ độc tài tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại. Và nhiều nguồn tài liệu cho biết có trên 110 triệu nạn nhân bị thảm sát do cộng sản. Và biểu tượng của sự gian dở và giáo dở đó, tàn ác và gian tham đó, chính là Hồ Chí Minh. Hàng bắc võ biến thành hàng ác thú, bác hồ già hóa ra lão hồ linh. Hồ Chí Minh đưa chế độ cộng sản về tàn phá quê hương ta. Ôi tiếc thương bao mùa lúa vương trời, quật mùa thu nước lũ hóa thành vùn nước mênh mông, cơn sóng hồng man dại chìm trôi
quá khứ tương lai. Và trong một chế độ tôn sùng lãnh tụ, ông đã lên án Hồ Chí Minh rất nghiêm khắc. Không gì quý hơn độc lập tự do, tôi biết nó, thằng nói câu nói đó. Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó, việc nó làm tội phạm nó ra sao. Nó chính là tên trùm bao đau phủ 5 năm. Hồi cải cách đã đem tù đem bắn, hơn nửa triệu nông dân đều nói là nhầm lẫn. Đừng nói đi, tràn ngập vật nhiệt. Cộng sản đã lợi dụng xương máu của những người trẻ nghe theo chúng. Mấy chục năm trường, xương máu bỏ đi, đẩy ra chiến trường, chết hoài chết phí cho một lũ trung ương lợi ích. Đau đớn lắm, cái lầm to thế kỷ, sử sách ngàn đời còn mạnh khắc ghi. Và cộng sản đã thiết lập một chế độ bạo tàn chưa từng có trên quê hương ta. Kinh khiếp xứng sở, tê dại, lịch sử quay ngược vòng trở lại. Thời hùm beo, rắn rết công khai, ngàn vạn đấu trường mọc dậy giữa ban mặt. Những hình ảnh đấu tố cực kỳ dã man tại miền Bắc, Tết Mậu Thân mồ chôn tập thể tại miền Nam, máu chảy thành sông, xương chất thành độc. Những thây người trên đại lộ kinh hoàng sẽ mãi trong ký ức của dân tộc. Nó lùa nó thả, một lúc mặt người dạng thú sông ra, khiến nơi đồng xa nên mất mô mồ mặt. Các hồn ma cũng thoảng vọng linh, bởi thấy chốn kia ngục của mình còn ít nhục thịt hơn dương thế. Và chế độ cộng sản đã hạ con người xuống ngang hàng súc vật, từ vượn lên người mất mấy triệu năm, từ người xuống vượn mất bao năm, xin mời thế giới đến thăm. Và những cảnh tù mà chính ông phải gánh chịu, dẹp mối ăn nằm, hôi hám tối tăm, khoai sắn tranh giành, cù bắn chém bạo, đánh đập tha hồ, chết cầm chết quăng chủ gặp. Và nỗi thống khổ đó bao trùm lên cả dân tộc, mạng sống không bằng con run con dế, đầu ngẩng lên tuy cơ thấy trời xanh, nhưng chân không thể nào rút lên khỏi vũng lầy mang mọi hơi tay. Và điều đau khổ nhất cho những người Nguyễn Chí Thiện là biết rằng bên kia vĩ tuyến còn có một vùng trời tự do, bên ngoài kia cuộc sống vang ẩm. Sau đây vẫn âm thầm trong đấm mộ, quất hận quằn lên bao khổ, hỡi công gian hãy tan tành sụp đổ, để thời gian thôi làm khổ con người. Trong cái đau khổ của cường đồng ở miền Bắc muốn cho những ngày tận thế để thoát khỏi chế độ cộng sản. Và muốn nói, hãy nghe đây, một điều chân thật. Bình minh đây đau khổ nhất địa cầu, nó báo hiệu một ngày không một phút được thảnh thơi thoải mái ngược đầu. Người dân luôn sống trong lo sợ. Hãy coi chừng, phải giữ vẻ thân hoan. Tiếng khát tiếng tham làm yêu ma run sợ. Tội chúng phạm thật vô cùng man dợ, để lộ ra ai để chúng sinh tồn, nên lo âu và khuất bồn chồn. Chúng nghe nó và bỏ tù tiếng nói. Và trong chế độ cộng sản bạo tàn, những ước mơ căn bản nhất của con người cũng trở thành viễn mộng. Ai hỏi tôi ước mơ gì trong cuộc sống, biết tôi tù anh sẽ nói tự do. Tôi đói lâu rồi anh nói ấm no, nhưng không phải anh lầm. Trên đất cộng, những thứ đó đã trở thành viễn mộng. Và Nguyễn Chí Thiện là một người con chí hiếu. Chúng ta sẽ đọc thấy những phần thơ viết về song thân của ông đầy tâm tình yêu thương, nhưng trước nỗi thống khổ ngút ngàn dân tộc. Ông viết những phần thơ làm chúng ta phải rùng mình. Hỡi những kẻ đang nằm trong bảng, những bào thai mẹ chưa sinh ra, chúng có quyền nguyền rủa ông cha đã để chúng rơi vào tai họa. Con người sinh dưới chế độ cộng sản là một tai họa. Và ông mời chúng ta đi vào chính cuộc sống khổ sai của ông. Mùa đông rét, ào ào gió lộng, đứng ngâm mình vớt nứa giữa dòng sông. Bạn bảo tôi ra sát xương động, tôi đang sống trong trại giam tỉnh cộng. Chỗ tôi nằm 60 phân chiếu rộng, hai người bên một hủ một ho la. Bạn hỏi tôi còn biết nói sao, tôi đang sống trong trại giam tỉnh cộng. Và bị hành hạ dã man, xà lim tối chân cùm dập nặng, lũ chúng tôi triển biên đói khát, đánh liều rơi tất cả củ cây rừng. Và cuộc sống lao tù 27 năm làm hao mòn thân xác của ông. 10 năm cấm cố, tiêu dần thịt da, rừng hoang biên giới mưa xa, thoáng kêu nốc giọng xa xa trên ngàn, chăn đơn khôn ấm nỗi hàn, co lên đáp tấn thân tàn bỏ đi. Nhưng vọng kêu trong đêm, ông có cảm tưởng nó đang khóc than cho thân phận của quê hương.
thân phận của dân tộc Đỏ Thèm. Nhưng ông không hề nản chí ông thách đó, dù muôn học sống đen sì, phục sẵn trên đường thiên lý. Ta dám sống và ta dám nghĩ, chuyện dám làm dám chết nhẹ đâu không. Ta sẽ dành cho sự thành công bảo bối cuối cùng, mang sống. Thưa quý vị, và khi dường như chỉ còn một mình ông đối diện với cả chế độ Cộng sản, ông có cần lùi bước. Khi Mỹ chạy bỏ miền Nam cho Cộng sản, thế lực toàn cầu nhục nhã thua tan, giữa cùm lao bệnh hoạn cơ hàng, thừa vết bắn và thừa dư sức đạn. Nguyễn Chí Thiện là một con người hiến tha yêu nước. Khi miền Nam mất, ông viết như sau. Người tù Cộng sản miền Bắc viết như sau: miền Nam ơi, tù thủa tiêu tan, ta sống trọn vạn ngàn cơn thác loạn. Và thưa quý vị, cơn thác loạn đó phần nào đã có trong lòng quý vị, có trong lòng tôi. Và khi nhìn về quê tương lai u ám của dân tộc, chúng ta có thể đồng cảm với nhà thơ. Nghĩ tới ngày mai, lòng ta tan tác, biết bao giờ lấy lại được giang sơn. Chế độ này châu ngựa sống không an, xài lang đã lập xong nền thống trị. Và ông kêu gọi mọi người, ai đứng dậy diệt trừ lũ quỷ, ai trái tim lân mẫn vạn dân tộc. Mặc dầu ông biết con đường giải thoát là con đường đầy hy sinh, con đường máu là con đường giải thoát, dù có phải thân tan thịt nát trong lửa thương trừng phạt bọn yêu ma, dù chết đi chưa thấy nở mùa hoa, cũng đã sống một đời toanh liệt đã. Và nhà thơ của chúng ta đã chết đi và chưa thấy quê hương nở hoa tự do, nhưng ông đã sống một cuộc đời oanh liệt. Chúng ta không bao giờ quên Nguyễn Chí Thiện. Và chúng ta nữa, có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng sẽ chết đi mà chưa thấy quê hương nở mùa hoa, nhưng chúng ta có thể sống không hổ thẹn bằng cách tiếp tục nói lên tiếng nói đòi hỏi công lý cho quê hương và yểm trợ cuộc đấu tranh tại quê nhà. Ông biết, nếu chúng ta đồng tâm tất cả lấy máu đào tươi thắm tưới cho hoa, hoa sẽ nở muôn nhà muôn vạn đóa, hoa hạnh phúc tự do vô giá. Máu căm hờn tưới đẫm với đồng bộ, máu căm hờn phải hiểu là sự công phấn của ông và của chúng ta trước nỗi thống khổ tràn ngập mà Cộng sản đè lên trên quê hương ta. Và cái giá của tự do là gì? Còn chúng ta phải lấy xác làm vẻ, lấy máu ra đổ thành sông nước mới mong nổi lên vũng lầy tàn ngược. Và đây là một cuộc chiến kiên trì, chúng ta không có quyền mệt mỏi. Đất nước rơi vào một hầm trông, không phải một ngày thoát ra được đó. Con thuyền ra khơi phải chờ lộng gió, phá xích xiềng phải có sức búa đạp. Và qua một tập thơ đó, chúng ta còn thấy Nguyễn Chí Thiện có một tâm bồn nhân ái. Ông viết: trái tim hồng với bao nhiêu chan chứa, ta đặt trên bờ dương thế trước khi sang. Và những ai biết nhà thơ đều thấy rõ một điều: ông sống rất thanh bần nhưng sẵn sàng giúp đỡ tha nhân. Trái tim tôi quán nghèo lọt gió, chỉ dừng chân kẻ lỡ độ đường. Trong đêm trường giá lạnh đêm sương, kẻ lỡ độ sẽ tìm ra ở đó chút hơi ấm ngọn đèn dầu vặn nhỏ. Và trong bài thơ Hồng Trần Mơ Ước Tiên Thai có bốn câu thơ mà tôi vẫn cố gắng làm châm ngôn cho cuộc sống. Thánh nhân là kẻ có thừa, cho dù cái có là chưa có gì. Phàm nhân là kẻ ngu si, bỏ đi cái có, khổ vì cái không. Và tôi vẫn thấy mình là một con người phàm nhân ngu si, quên đi những gì Thượng Đế ban cho: tình yêu, gia đình, tự do vô giá. Để lòng mình bận tâm về những vấn đề nhỏ bé của cuộc đời. Và để kết thúc, tôi sẽ nói về ước mơ của nhà thơ. Ông ước mơ và ông tin tưởng một ngày kia dân tộc của chúng ta sẽ lật đổ chế độ Cộng sản bạo tàn. Vì trong bóng đêm đè nghẹt phục sẵn một mặt trời, trong đau khổ khôn lời phục sẵn toàn sấm sét, trong đám người đói rét phục sẵn lúc đoàn quân. Khi vận nước xoay vần, tất cả thành nguyên tử. Và không những dân chúng mà ngay những đảng viên Cộng sản sẽ từ bỏ Đảng Cộng sản để quay về với dân tộc. Sẽ có một ngày con người hôm nay vất súng, vất cờ, vất cùm, vất đảng, đội lại khăn tang, đêm tàn ngày dài, xoay ngang vòng nạp quan thiên, về với miếu đường mồ mả gia tiên mấy chục năm trường bức bách lãng quên.
và ông nói rằng những đảng viên cộng sản đã dẹp bỏ đảng cộng sản cũng sẽ được đón nhận vào vòng tay dân tộc. Trong buổi đoàn viên, huynh đệ tương thân đứng bên nhau trên bất mãn quây quần, kẻ bồi ngồi hối hận, kẻ bồi hồi kính cẩn, này vòng qua tái ngộ, đặt lên bộ cha ông, khai sáng thủy nguyên, tá trắng thắng cờ hồng, tiếng sáo bụng đồng êm bảo, tình quê tha thiết bao la, thay tiếng tiến quân ca và quốc tế ca, là tiếng sáo diều trên trời xanh bao la. Tá trắng có thể thắng được cờ hồng, những gì là yêu thương, nhân ái, chân thật và sự thật sẽ thắng được những gì là bạo tàn và gian dối. Đó là ước mơ của nhà thơ, ước mơ một ngày nghèn tự do đắc thắng nơi nơi, khai mạc bình minh, khôi phục cuộc đời. Ôi tôi sống và tôi chờ đợi ngày triệu triệu trái tim bùng nổ ngang trời, và đó cũng là ước mơ của chúng ta, ngày kèn tự do đắc thắng muôn nơi, triệu triệu trái tim bùng nổ ngang trời, ngày mà ngọn cờ đỏ bạo tàn phải hạ xuống trên quê hương, ngọn cờ chính nghĩa sẽ tung bay trên vùng trời quê hương, và nụ cười của người dân Việt Nam sẽ rạng rỡ trên mọi nẻo đường đất nước. Xin cảm ơn toàn thể. Yeah.
viên xung họp hàn huyên huynh đệ tương thân, đứng bên nhau trên mặt mạng quay cuồng, kẻ đuôi đuôi dung dung đặt hồng hoa lên mộ cha ông, khai sáng $100. Ông bà Đức và Nhung $100. Kính thưa quý vị, nhà thơ làm thơ trong tình trạng ốm đau, đói rét, cho nên thơ của ông không lãng mạn tình tứ mà thường nói lên thực trạng đau khổ hàng ngày. Thơ của tôi không có gì là đẹp, như cướp vồ, cung kẹp, máu, ho la. Và trong nơi chốn địa ngục trần gian mà đời sống của con người không bằng hàng súc vật, nhưng những vần thơ của ông vẫn toát ra một phong thái rất là siêu thoát, nói lên một nhân cách phi thường, và nó hàm chứa một cái niềm phải sống còn để mà nói lên sự thật, để mà tố cáo những tội ác của chế độ. Mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của tù ca Xuân Điềm qua hai nhạc phẩm mà nhạc sĩ Xuân Điềm đã phổ từ thơ Nguyễn Chí Thiện. Thơ của tôi, phần song ca của Xuân Thanh và Lan Hương, và Ta Muốn sẽ là phần hợp ca của tù ca Xuân Điềm.
Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta có giờ giải lao 30 phút. Trong lúc đó chúng ta sẽ xem một video mà được ban tổ chức chuẩn bị. Sẽ có cuộc phỏng vấn Nguyễn Trí Thiện về cuộc đời của ông. Và trong giờ giải lao chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi quý vị có thể Việt Khang Music
cái bài hát mà Việt Khang sáng tác cách đây gần 7 năm là vào khoảng cuối năm 2012. Lúc đó là Việt Khang ở trại giam Bố Lá. Thì Việt Khang nhớ người thân của mình, cho nên đã sáng tác cái bài Mẹ ơi con sẽ về. Cái mẹ ơi con sẽ về là một cái lời hứa, cái lời hứa của một người con yêu nước phải đi tù. Nhưng mà cái ngày về là cái ngày lịch sử nó được sang trang, quê hương mình Việt Nam sáng tươi vui vẻ. Và không phải chỉ viết riêng cho cái tâm trạng của mình không, mà là Việt Khang viết chung cho tất cả những người con yêu nước, nhớ mẹ khi đang ở trong tù. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe Mẹ ơi con sẽ về. Thank you.
Việt Trang cũng muốn nhắc quý vị một cái điều rất là nhỏ. Ở trên YouTube, quý vị lên tìm kiếm Việt Trang Music là cái channel của Việt Trang. Quý vị sẽ nghe những cái bài hát mới Việt Trang làm là sẽ cho đăng free ở trên YouTube. Và quý vị xem, nghe và share, chia sẻ cho nhiều người cùng nghe, cùng xem, đặc biệt là người dân trong nước, để người dân trong nước của mình, nhất là giới trẻ, họ thức tỉnh mình là con dân nước Việt, nước Việt Nam của mình đang lâm nguy, để mà cho giới trẻ họ đứng lên. Cảm ơn quý vị. Và nếu bởi vì Việt Khang có đi hát sau một thời gian ở Hoa Kỳ, cứ đi hát những ngày cuối tuần thì cũng có tiền cachet, nhưng những cái số tiền cachet đó Việt Khang sẽ đầu tư vào cho những cái video ca nhạc của mình. Việt Khang còn cũng khá nhiều bài, nhưng mà cũng cần những cái nguồn tài chính để mà mình làm những cái bài nó có giá trị. Cái bài này quý vị muốn nghe lại lên YouTube tìm kiếm Mẹ ơi con sẽ về, và vô coi cái channel của Việt Khang Music để ủng hộ cho Việt Khang. Cảm ơn tất cả quý vị. Và đây cũng là một bài hát mới nữa mà Việt Khang cũng mới cho đăng ở trên cái channel của mình, cái kênh của Việt Khang Music ở trên YouTube. Cái bài hát Hãy Cùng Nhau Đi. Và cái bài hát này Việt Khang cho ra hai cái version. Version thứ nhất là Việt Khang ngồi đàn và hát với lại anh Trúc Hồ. Và version thứ hai là cái version Việt Khang với lại anh Trúc Hồ ngồi đàn, và bên cạnh đó là cái đoàn Yuka của miền Nam Cali. Ngày hôm nay Việt Khang muốn hát cùng với lại các anh chị trong đoàn Yuka miền Nam Cali. Xin mời tất cả quý anh chị lên cùng hát với Việt Khang. Hãy chẳng tay cho đoàn Yuka. Đây là đoàn Yuka miền Nam Cali. Các anh chị đã cùng hát với Việt Khang cái bài Hãy Cùng Nhau Đi. Cái bài hát này Việt Khang cũng là lần đầu tiên. Bài hát vừa rồi là lần đầu tiên Việt Khang viết với cái dạng bolero. Còn cái bài hát này Việt Khang viết cái dạng yuka. Thì xin mời quý vị, nếu mà ai không có quay phim thì thôi, hai cái tay còn trống á thì vỗ tay. Tại vì cái bài hát này Việt Khang cũng hòa âm có tiếng vỗ tay, thì mời tất cả quý vị cùng vỗ tay và cùng hát với lại chú anh em của chúng tôi ở trên sân khấu. Mấy anh chị xong chưa? Ok, chuẩn bị ha. Dạ, em xong. Oh,
Soka Nam Kali. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin cảm tạ bà Quả Phụ, giáo sư Lưu Trung Hảo đã tặng $100 cho chương trình tưởng niệm và trí tuệ ngày hôm nay. Và hân hạnh giới thiệu vị diễn giả kế tiếp của chương trình. Ông là một người đến từ phương xa. Ông là một vị khách mời đặc biệt của chương trình, giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình đến từ Oregon, là người đang điều hành hội New Hope Media Network, chuyên hoạt động cho những vấn đề công ích trong xã hội khắp đất Mỹ. Và ông là một radio talk show host, ông có lối nói chuyện rất là lôi cuốn với giọng nói hùng hồn. Ông sẽ kể về mối giao tình của ông với cô thị sĩ Nguyễn Trí Thiện. Xin mời giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình. Chúng tôi Huỳnh Quốc Bình xin được kính chào các bậc thượng thượng, quý vị và các bạn. Chúng tôi được mời hay là được cho phép để nói vài phút trong cái buổi tổ chức hôm nay. Chúng tôi xem đó là một cái vinh hạnh, một cái vinh dự. Ngồi theo dõi những bài ca, những lời ca tiếng hát, chúng tôi nói cái câu này không phải để lấy lòng quý vị đâu. Ban tổ chức ít nhất là tới giờ phút này đã cho chúng tôi nổi da gà nhiều lần vì những câu nói, những lời ca, những giọng hát. Không biết có phải là tại vì mình lãng mạn hay không, nhưng mà chúng tôi rất là xúc động. Thưa quý vị, cái thời gian chúng tôi biết thi sĩ Huỳnh Trí Thiện chỉ có mấy ngày, nhưng mà kéo dài sau đó có sự liên lạc với nhau. Chúng tôi có thể nói mà không sợ sai, ngoài cái tài làm thơ để nêu rõ cái tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam, mặc dù thi sĩ Nguyễn Trí Thiện ít có cười, nhưng ông có một cái tấm lòng đáng cho chúng ta học hỏi. Ít nhất là chúng tôi rất là ủng hộ cái tấm lòng đó. Tấm lòng đó là gì? Ông quan tâm đến những nỗi khổ của người khác. Ngoài những cái bài thơ để tố cáo tội ác tuyệt vọng, ông còn nhắc nhở chúng ta, ông nhắc khéo lắm. Thí dụ như ông có một câu, đó là: một bà già trên đất Bắc dù ngu cũng hiểu rõ chế độ cộng sản hơn các chính trị gia hoàn cầu xuất sắc. Vậy mà chúng ta thấy có những kẻ nhân danh người quốc gia đã dùng tên đảng của kẻ thù để tác xạ vào những người yêu nước. Có người than phiền rằng tại hải ngoại không đoàn kết. Chúng tôi nói không, hải ngoại rất đoàn kết nhưng chưa làm chúng ta cảm thấy hài lòng. Nhưng thưa quý vị, nếu hải ngoại không đoàn kết thì làm sao có cái chuyện phái đoàn Việt Cộng đi đến đâu là bị đả đảo đến đó. Chúng đến cửa trước, chúng phải đi cửa hậu. Và nếu hải ngoại không đoàn kết thì xin trả lời dùm cho chúng tôi, buổi tổ chức này được giải lao 30 phút mà số người ra về nếu muốn tiếp chế đầu ngón tay bằng những lý do rất là chính đáng. Xin quý vị cho nhau một tràng pháo tay. Thí sĩ Nguyễn Trí Thiện đến nhà chúng tôi ở một đêm. 10 năm sau gặp lại ông ở miền Nam California, câu đầu tiên ông hỏi thăm tên đứa con gái chúng tôi lúc đó, con bé mới có 9 tuổi. Ông nhớ văn bắt của bé nói cái gì, ông nhớ nhiều cái kỷ niệm mà làm chúng tôi giật mình. Thưa quý vị, giới trẻ có thể hiểu sai, hiểu không đúng về những người đấu tranh ở trong nước. Và ngày hôm nay chúng ta tổ chức để nhớ thi sĩ Nguyễn Trí Thiện không phải vấn đề cá nhân. Chúng ta nhớ đến ông là chúng ta tiếp nối cái tinh thần đấu tranh của một người phải nói thẳng là rất thất phúc. Khi miền Nam sụp đổ, ở trong tù, người thi sĩ bóng tâm teo này vẫn tiếp tục chiến đấu bằng thơ của ông. Chúng tôi không muốn đọc
là vì đọc đó sẽ làm cho nó dở hơn bác sĩ Phường, cho nên chúng tôi xin phép không đọc. Nhưng mà xin thưa, nếu thi sĩ Nguyễn Chí Thiện mà không bị cầm tù tới 27 năm mới là lạ. Tại sao? Ông nhắm vào chế độ Việt Cộng, nhưng đặc biệt là ông nhắm vào lãnh đạo của bộ Việt Cộng. Ông nhắm vào Hồ Chí Minh và Tôn Đức Thắng. Chúng tôi xin múa rìu và bắt hở với bác sĩ Cường hay là một số vị khác. Bác Hồ rồi lại bác Tôn, cả hai bác thích ôm hôn Nhi Đồng. Nước da hai bác màu hồng, nước da các cháu Nhi Đồng màu xanh. Giữa hai cái mặt bành bành, những khăn quàng đỏ bay quanh cổ cò. Như vậy là không đi tù làm sao được. Vì sao chúng tôi đến, chúng tôi biết và văn Trần Phong Vũ sẽ trình bày những điểm rất là sống động, chúng tôi chỉ nói ít thôi. Là vì về đây để tham dự chứ không phải về đây để được nói. Những vị ban tổ chức có cho chúng tôi được nói vài phút, chúng tôi phải canh để đúng 5 phút chúng tôi ngưng. Bây giờ còn 1 phút nữa xin tiếp. Chúng tôi có một lời trân trọng gửi đến quý khen cho ban tổ chức, và chúng tôi mong rằng chúng ta tiếp tục tổ chức những cái buổi như thế này một lần nữa, không phải để vinh danh cá nhân thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, là vì nước Việt Nam chúng ta có rất nhiều anh hùng. Nhưng sở dĩ chúng ta tiếp tục vinh danh thi sĩ Nguyễn Chí Thiện là vì chúng ta muốn nuôi sống những cái bài thơ mà chống cộng một cách triệt để của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện. Chúng tôi xin chân thành ở đây và xin quý vị cùng chúng ta, chúng tôi tiếp tục ngồi lại đây để đến hết giờ để chúng ta nghe những cái tiếng của chúng ta là quý vị. Xin cảm ơn Mục sư Huỳnh Quốc Bình cho phần chia sẻ vừa rồi. Tiếp tục cập nhật danh sách quý vị ân nhân. Chúng tôi cảm tạ sự đóng góp $50 của một chiến sĩ sư đoàn 18. Vâng, xin cảm tạ sự đóng góp của ông Trương Vũ đóng góp $200. Xin cảm tạ. Thưa quý vị, nhà văn nhà báo Trần Phong Vũ là một nhà bình luận trên hệ thống truyền thanh và truyền hình quốc gia và nhật báo Sóng Thần trước năm 1975. Và sau khi định cư Hoa Kỳ sau 75, ông vẫn tiếp tục công việc viết văn, làm báo hải ngoại. Ông nguyên là chủ bút hai tạp chí Đường Sống và Diễn Đàn Giáo Dân. Ông là đồng sáng lập của tủ sách Tiếng Quê Hương. Ông là tác giả bút ký Trái Tim Hồng Nguyễn Chí Thiện, viết về con người, về cuộc đời của cố thi sĩ. Trần Phong Vũ cũng là người bạn thân cận, gần gũi với Nguyễn Chí Thiện. Thưa quý vị, lúc mà nhà thơ còn sống, nhất là trong những ngày tháng cuối đời của Nguyễn Chí Thiện, đã có sự cận kề chăm sóc của nhà văn, nhà báo Trần Phong Vũ. Xin mời chú Trần Phong Vũ và phần chia sẻ dấu tích tìm thấy về hiện thực của một ước mơ. Tôi có ý muốn nhường cái buổi ngày hôm nay cho cái phần của tôi cho anh Bình, nhưng mà anh khiêm tốn, anh ấy vẫn giữ lại cái điều mà tôi sẽ có được điều chia sẻ với quý vị bây giờ. Cái chủ đề của ngày hôm nay là bài thơ, không phải chỉ cái tiêu đề không mà thôi, mà là cả cái bài thơ mà bác sĩ Trần Việt Cường đã có dịp đọc rồi. Tôi đã không nhắc lại ở đây, vì tôi yếu kém về cái trí nhớ lắm. Tôi có nói với anh Cường rất nhiều lần là anh không trí nhớ tuyệt luôn. Và anh vừa đọc thơ mà lại kèm theo những cái lời nhiệt tình tiếp theo mà nó vẫn nối tiếp. Đó là một cái ơn rất là đặc biệt mà Thượng Đế đã cho anh. Tôi không có được cái điều đó.
Thế thì ngày hôm nay chúng ta dựa vào cái chủ đề của cái buổi sinh hoạt tưởng niệm 7 năm nhà thơ Nguyễn Chí Thiện ra đi, sẽ có một ngày không cần đọc bài thơ, chỉ cần cái tiêu đề đó cho chúng ta hiểu rằng ông khả, ông mơ ước một cái điều gì đó, mà có lẽ cũng là những cái mơ ước của tất cả những người Việt Nam yêu nước, những người Việt Nam mà còn nặng lòng với cái quê hương, hiểu qua một chút về cái nỗi khổ đau của cái người Việt Nam hôm nay thì đều có cái ước mơ đó cả. Nhưng mà sự thật cho chúng ta thấy, với một cái chế độ gian xảo đến như thế, để được dựa lưng bởi một cái đất nước to tát là đất nước Tàu, thì chúng ta hiểu như thế nào, không có dễ gì. Nhưng mà qua cái bài thơ đó cho chúng ta thấy, tôi chỉ nhấn mạnh một điểm thôi, cái tính nhân bản của Nguyễn Chí Thiện, ông ấy vùi dập như thế nào. Thế mà trong đó đó, cả cái bài thơ đó nó toát lên một cái con người, yêu đời, dĩ nhiên là yêu đất nước. Bởi vì từ cái sẽ có một ngày, mà cái ngày đó kẻ thù của chúng ta vứt súng, vứt củ, vứt cờ, vứt đạn, để cho mọi người có thể đội lại khăn tang, để rồi từ đó đứng bên mộ cha ông, mà không phải chỉ mình, cả kẻ thù nữa, thì chúng ta hiểu rằng là cái tấm lòng của ông như thế nào. Ngoài cái ước mơ mà cho đến ngày chết có lẽ ông vẫn ôm theo, như là một người bạn của tôi đã viết về Nguyễn Chí Thiện có hai điều ta mang theo. Thế thì hôm nay tôi cũng muốn nói tới cái ước mơ đó, nhìn vào cái hoàn cảnh đất nước, nhìn vào những cái dấu chỉ chung quanh, chúng ta có thể thấy được một chút gì, một cái ánh sáng nào đó ở cuối đường hầm về một cái ngày mai tươi sáng cho quê hương chúng ta. Đó là một cái điều mà rất là khó, nhưng mà tôi cố gắng trình bày theo một cách nào đó trong một cái phạm vi rất là ngắn, chỉ trong vòng 10 phút. Thế thì thưa quý vị, cách đây mấy hôm thôi tôi được đọc một cái bài dịch mà người viết là một người Tàu. Ông đã mô tả cho tôi thấy một cái vị viễn ảnh, không có xa cái đất nước đó sẽ sụp đổ. Từ cái chuyện Hồng Kông cho tới cái chuyện Đài Loan, là những cái nước mà vừa rồi Trung Cộng hung hăng có ý muốn đốt giai đoạn để mà lôi Hồng Kông trở về với họ, và lâm le mặc dù họ có đất có thể làm được nhưng họ đã không làm, tức là nuốt chửng luôn cả cái hòn đảo Đài Loan, nhưng mà họ vẫn không dám làm, vẫn chưa dám làm, đúng không? Thế thì ông này mô tả những cái sự kiện đó để ông đặt vào một cái bối cảnh của đất Tàu bây giờ, đại loạn, sẽ đại loạn, và bây giờ nó đã dấu có những chỉ dấu đổ máu giữa những cái người Tàu Hán tộc và những cái nước nhỏ mà hiện nay ở trong tay của người Tàu, là Tây Tạng, là Duy Ngô Nhĩ. Đó là những cái nơi mà phải nói là những cuộc biểu tình xảy ra hàng ngày, hàng giờ. Đó là những chuyện mà ai cũng đọc thấy. Nhưng mà đây là một cái người ở trong nước Tàu viết để cho chúng ta thấy điều đó. Rồi thì về mặt ngoại giao như thế nào? Về mặt ngoại giao thì chúng ta đã nhìn thấy rồi, cái lối hung hăng con bò xít của Tập Cận Bình đã tạo nên một cái sự bất bình rất là lớn cho tất cả những quốc gia, không phải chỉ có Việt Nam và Đông Nam Á, và cả các quốc gia Tây Âu, cả Đại Lợi và dĩ nhiên cả Hoa Kỳ. Và bây giờ lại còn đang bị ở một cái chuyện là cái cuộc chiến thương mại nó như thế nào. Thì tác giả viết rất kỹ, nhưng mà tôi chỉ tóm tắt đến đó cho chúng ta thấy đất nước đó đã đang bị dồn vào bước đường cùng. Nhưng mà không phải chỉ có vậy mà thôi. Đó là những chỉ dấu, mà chỉ dấu bình thường khi mà xét về một đất nước bị lộn bạo. Tôi có viết một bài. Cái bài đó dựa trên một cái bài báo của Leon Aron, một nhà báo Mỹ.
cũng có đưa ra một cái tiêu đề của một cái tiêu đề của cái bài viết của ông, là tất cả những gì mà quý vị biết hay tiên đoán về cái sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết đều sai. Sai ở chỗ nào? Và tác giả đi rà vào tất cả những cái sự kiện bình thường, như cái tác giả người đầu vừa rồi nói đó, về phương diện kinh tế, về phương diện quân sự, về phương diện ngoại giao, tất cả những điều đó đều cho người ta thấy cái Liên bang Xô Viết còn vẫn chưa có thể là sụp đổ ngay, vậy mà đã sụp đổ. Thì tại sao? Và từ đó ông bắt đầu đi vào những chi tiết, mà cái chi tiết đã được rút tỉa qua những cái lời tuyên bố của Gorbachev, là vị tổng thống cuối cùng của Liên bang Xô Viết, của Yeltsin, của một số những người trong nội các của ông, tất cả đều công nhận rằng đất nước này sẽ sụp đổ nếu không dựng lại. Và vì thế có cái Perestroika, rồi thì mấy cái mà như một vài cái chính sách mà muốn đổi mới, thay đổi, tức là luân lý đạo đức của Liên bang Xô Viết, hệ quả toàn khối cộng sản Đông Âu đã bị lún sâu xuống đến tận đáy địa ngục. Thế thì cái lý do mà nó sụp đổ là vì đạo lý. Thế từ cái vấn đề đạo lý đó, chúng ta tôi có thể đi đến cái kết luận rất giản dị. Nhìn vào Việt Nam bây giờ nó làm sao, tàu nó làm sao, nó giết cả đến những người thân nhất của nó. Việt Nam thì chúng tôi không cần phải kể ra đây nhiều. Ngay cái chuyện, một vài cái chuyện ngay bây giờ đây này, cái đoàn thanh niên cộng sản mà quý vị nào mà đi lên mạng hàng ngày đó thì thấy nó đang sống ra sao, cái sự sa đọa của nó, cái lề lối sinh hoạt của nó công khai làm những chuyện rất là bậy bạ. Thế thì cái sự đó, cái sự kiện đó với lại cái bài học mà Liên bang Xô Viết nó phải gánh chịu, thế thì Việt Nam tàu, nhất là tàu mà đã đổ thì Việt Nam đương nhiên được. Trong cái điều kiện đó, tôi nghĩ rằng sẽ có bất ngờ ở Trung Quốc, sẽ có bất ngờ ở Việt Nam, nhưng người ta đã thấy có bất ngờ ở Liên bang Xô Viết. Tôi xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời, tôi xin nói một điều thôi. Chúng tôi không ngờ hôm nay có rất nhiều quý vị có lòng tốt. Tôi chỉ nghĩ tới cái chuyện là hôm nay may ra tôi mang đến đây một số sách Hoa Địa Ngục và bản cuốn Hòa Lò của anh Nguyễn Duy Thiện, để mong rằng có thể tiêu thụ được mỗi thứ không có nhiều, có hơn 100, có 120 cuốn thôi, thì 30% đó có thể cũng là một trong những cái sự ngân khoản có thể giúp cho được cái buổi hôm nay. Nhưng mà hết lòng cảm ơn rất nhiều quý vị đã có lòng đối với những cái anh em chúng tôi, là những người không phải lần này chúng tôi tổ chức anh Nguyễn Thiện từ 6 năm trước liên tục như vậy, và hôm nay như vậy, và không phải chỉ ngưng lại ở cái chuyện anh Nguyễn Thiện khôi phạm, ở đây có Trung Dương phải biết rõ xin cảm tạ. Tôi đã từng chúc cái đêm chuyện đó. Anh chị ca nhạc sĩ Nguyễn Vũ Bảo Long thuộc đoàn Zucanagali đóng góp $100, xin cảm tạ. Với bản hai trăm cuối cùng, nhà báo Dương Phục và Vũ Thanh Thủy đóng góp $200, xin cảm tạ. Kính thưa quý vị, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện từ bỏ chúng ta đã 7 năm trời, nhưng ông ra đi để lại một di sản tinh thần vô giá, hay như lời của ông, một trái tim hồng, như trong hai câu thơ Chăn Trối của ông. Một trái tim hồng với bao chan chứa ta đặt trên bờ dương thế trước khi xa. Trong buổi tưởng niệm 7 năm ngày mất của ông, xin chúng ta cùng nghe lại bài thơ này để tưởng nhớ lại về một con người với tinh thần thẳng thái, bao dung, đã chiến đấu không ngừng nghỉ
với cái ác, với bệnh tật. Cho đến khi ông ăn giấc ngàn thu. Xin mời quý vị thưởng thức phần diễn ngâm của Hà Phương và bài thơ Trái tim hồng của Nguyễn Chí Thịnh. Dường thế trước khi
tôi xin cảm tạ sự đóng góp của Đặng Quỳnh và Xuân Thúy cho chương trình tưởng niệm ngày hôm nay $100. Hà Nội chỉ vì muốn được hưởng quy chế tối ngoại quốc mà vào năm 1995, khi mà chính phủ Mỹ lúc đó là dưới thời Clinton quyết định bình thường hóa ban giao, Cộng sản đã phải cắn răng để cho thi sĩ Nguyễn Chí Thiện sang bên Hoa Kỳ định cư. Thế nhưng không phải vì thế mà họ buông tha ông. Cả một kế hoạch tinh vi đã được guồng máy tuyên truyền Hà Nội vạch ra nhằm đánh phá, nhằm bôi nhọ nhà thơ bằng mọi giá, để làm giảm thiểu giá trị của những vần thơ bốc lửa. Xin chúng ta chào đón phần chia sẻ của ông Nguyễn Ký, tức là ký giả Minh Thi, là người bạn tù với cố thi sĩ. Ông Lập sẽ là một nhân chứng sống để bạch hóa nỗi oan kiên của cố thi sĩ. Xin mời ký giả Minh Thi. Chỉ có mỗi yêu của sách, của hàng sách đó thôi. Và cái chuyện bỏ lỡ hết cả.
Nhưng mà cái chuyện hôm nay tôi muốn nói là thế này này, có một vài người nào đó có ác ý là nói ông Thiện là sau khi ra tù thì là ông Thiện có được bạn bè với người thân giúp cho món tiền để mở một cái quán gọi là quán bà mau gì đó để dẫn dắt những cô gái không may. Thế thì nói về những cô gái có thể thế này, riêng ở cái xã hội này đó thì có thể coi các cô gái là không may mắn. Tôi nói thì dù như trong thời gian kháng chiến đó, như vậy đó mà Nguyễn Du còn nói cô Kiều, ông nàng Kiều là một người không may mắn thôi. Nhưng mà cái xã hội bên kia nó buộc tội những người đó, nó lôi người ta vào trại tù, rồi nó đổ rằng cái chuyện đó là của đế quốc không phải của nó. Ý tôi muốn nói rằng nó không chứng kiến, nó không thể tha thứ trong cái chuyện những cô gái nó được. Thế bảo ông Thiện đi làm cái đó thì tôi nghĩ không có. Là một cái thứ hai, không biết thế này, khi chúng tôi là những người ở tù ra đó, ở trong tù nó đối xử chúng tôi không một con vật, thật thà là như thế. Nếu gì chúng tôi ra diễn tả những cái chuyện đó, nhưng mà khi chúng tôi ra tù đó thì phải nói rằng kể cả người thân yêu, có nhiều gia đình đó, ngay là họ hàng thứ hai là thân chức thân mật đó cũng đều coi chúng tôi những thời người cùi hủi, không nhất gần đó. Thế cái thứ hai nữa là thế này, cái mạng lưới công an trong cái thời gian đó, những người nào mà nói không thiện đi mở quán là những người nói láo, không biết cái xã hội trong thời gian đó thế nào. Cái xã hội đó trong thời gian đó mới về thế này, tất cả những cái người mà từ chiến khu hay nói tóm công dân này miền Trung ra thì cái Hà Nội tiếp quản, những cái quán nước ngoài đường cũng đều là của vợ con cán bộ. Và cái thời gian đó họ muốn đưa như thế này là cái vấn đề thương mại, nó là cái trung gian bóc lột, họ không có nhận. Rồi cái tình trạng thế nào, những con bé, những đứa trẻ đó mặc quần ống le, cắt tóc, cái thứ họ đưa cắt tóc từ ngoài đường, họ muốn làm những thành phố thành những trong hoa lê. Thế tôi muốn nói không hả, cái bạn lưới công an đấy này, tất cả cái đường phố là toàn công an rất nhiều, toàn áo vào. Thế mà ở nên nói ở trong người dân đó thì cán bộ ở rất nhiều, người đã đi khá nhiều rồi. Thế rồi cái tình trạng thế nào, chúng tôi ở ngoài thời gian mà hộ tịch đó, còn cái hộ tịch đó đi từ phố này sang phố kia ngủ một đêm thôi phải báo cáo, nhất là những cái thành phần chúng tôi nó theo từng bước đó. Thế thì làm sao mà có thể mở quán được đấy. Cho nên tôi muốn nói cái chuyện như thế để các quý vị ở đây nghe, là cái người mà nói cái câu đó không có chút nào cả, không có ý tốt công thiện. Và tôi muốn nói cũng thế này, như câu công tử Việt Nam nói là ngậm máu phun người, thì tôi cũng phải kiến thế đấy. Nếu mong phẩm thống Trần Phú này muốn tôi gì, lên là một minh chứng rõ rệt để nói cái chuyện đó. Tôi cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn anh Minh Thi. Anh đứng đây một chút. Anh Minh Thi là một người chúng tôi cần phải nói rõ. Như anh đã nói đó, anh Minh Thi là bạn tù trên 10 năm ở trong tù với anh Nguyễn Chí Thiện. Và anh nghĩ là cái người qua đây khá sớm như anh đã nói ban nãy. Vào năm 80 anh nghĩ đã là cái người mà đến với tờ Người Việt. Lúc bây giờ có anh Nguyễn Đức Quang và một người nữa, anh Duy Sinh. Hai người đã cùng với nhau hỏi chuyện anh Minh Thi về chuyện là về cái tập Hoa Địa Ngục. Cái tập Hoa Địa Ngục vào lúc đó, đó tức là mới chỉ có chưa đến một năm sau khi nhà thơ Nguyễn Chí Thiện quẳng vào tòa đại sứ Anh để nhờ đưa ra ngoài này, và đưa ra rất nhanh, cho nên chúng ta thấy cái tập thơ đó có thấy 2-3 cái tên. Lúc bây giờ chưa có tên Hoa Địa Ngục, tại vì tòa đại sứ Anh họ sợ rằng cái tập đó mà để tên Nguyễn Chí Thiện, để tên Hoa Địa Ngục á, thì họ sẽ truy ra. Và từ đó lúc ấy Nguyễn Chí Thiện lúc bây giờ là vừa ở tòa đại sứ Anh ra là bị bắt vào lần thứ 3, cho nên họ sợ rằng là cái chuyện đó mà công bố cái tên tuổi thì có hại cho sự an ninh của Nguyễn Chí Thiện, cho nên nó họ đã có cái tên là tiếng vọng từ đấy vực bản chúc thư của người Việt Nam vô đề. Thế thì một trong những bản đó là
cháu của anh Minh Thi đã đọc được. Và từ đó có cái chuyện đó, bây giờ đến cái chuyện mà nó ác độc đến cái mức nó đổ cho bắn một mũi tên ra trúng ba con chim. Trước nhất là anh Nguyễn Chí Thiện bị đổ cho cái tội đi mở động điếm, nói rõ là như vậy, ở quán Cà Mau ở Hải Phòng. Mà lại nói, tâm nay quý vị mở cái tờ Người Việt của tôi sẽ tí nữa tôi nói một chuyện qua với quý vị một chút thôi. Nếu mà ai mà mở Người Việt cách đây 3-4 hôm, ai mà mở vào cả online nữa thì cái bài tôi viết đó là đầy đủ nhất. Tôi đã dựa theo những điều anh Minh Thi kể và những cái thực tế tôi tìm ra sự khác biệt giữa một cột báo bịa ra. Người ta bịa ra một cột báo để rồi thì tờ Vạn Thắng ở trên DC và tờ Sài Gòn nhỏ ở dưới này hồi đó của Hoàng Hồng Diệp Thảo, họ lại cũng khôn ngoan ở cái chỗ là họ sợ người ta vạch ra là giả, bởi vì cái giả đó nó rõ quá, họ sợ bị tù, thành ra họ đưa lên trên mạng, rồi sau đó họ chỉ đưa có một chút cái chi tiết về cái chuyện làm điểm đó thôi, mà họ nói là cái cột báo đó tiếp theo một bản nào đó ở trong cái tờ Người Việt này. Cái tờ Người Việt này là cái tờ mà nó được phát hành từ số cái số báo rất mới, số 32 vào tháng vào ngày 24 tháng 11 năm 1980. Cái xót xa cho anh Thiện là tôi và anh Thiện vào tận đến tận Người Việt để xin lục tìm cho tôi cái số báo này để mong giải oan cho anh cái chuyện đó. Nhưng mà cái này không phải lỗi của Người Việt. Chúng ta thừa biết rằng là cái thời đó là cái thời mà Người Việt mới chập chững. Cái số báo này là tuần báo chứ không phải là nhật báo. Tuần báo mà là cái số 32. Thành ra ở đây nó chỉ có một bạc thôi. Chỉ có một bạc thôi mà cái cột báo đưa kia ra thì lại nói rằng là tiếp từ một cái bạc A. Có nghĩa là họ nhìn vào tờ báo bây giờ họ tưởng có nhiều bạc. Nhưng mà cái đó nó không lộ bằng cái chuyện này. Cái tờ báo này là tại vì hồi đó tôi cũng ấn hành một cái tác phẩm đầu tiên của tôi ở hải ngoại vào đầu thập niên 80, tức là cái quân quê hương còn đó, thì tôi đã phải nhờ con gái tôi đánh dấu. Mặc dù tôi thuê cả một cái máy computer về, nhưng mà thời đó chưa có dấu ở trong máy, phải đánh dấu tay. Thế thì tôi ngó cho kỹ, họ đánh dấu giỏi quá thì người tôi phải cố gắng soi xét thì cũng đánh dấu tay. Ở đây cũng đánh dấu tay, trong khi cái cột báo bịa ra đó đánh dấu bằng máy, mà lại tiếp như là tiếp ở một cái bản nào đó của một tờ báo nhật, của cái nhật báo Người Việt đã trải qua bao nhiêu một cái thời gian rất dài để mà có được cái tờ nhật báo như bây giờ. Lúc bây giờ chỉ có cái này thôi, có 12 trang, 3 tờ, 3, 4, 12. Và lại còn tiếp theo nữa chứ. Kia lại nói rằng là tiếp trang 4. Và mở trang 4 này ra đó, thì tôi xin mở trang 4 để quý vị nhìn. Ở đây nó chỉ tiếp, tôi nói nghiệp không được. Ở đây đó, cả 3 bài đều có ở trang nhất hết. Và được tiếp vào trang 3, trang 6, trang 10 và trang 12. Quý vị nào muốn kiểm chứng cái tờ báo này, cái tập 4 không hề có một cái đoạn nào tiếp theo cả. Thì cái điều đó cho chúng ta hiểu rằng một cái chuyện đó là chuyện bị đặt, mà bị đặt một cái điều rất là nhục nhã đối với một người như anh Nguyễn Chí Thiện. Và tôi xin thưa ngay, tôi vẫn tin tôi là người duy tâm. Tôi tin rằng nếu không có ông Nguyễn Chí Thiện, nếu không có một đấng tối cao luôn luôn là người đứng về phía những người thiện, dù là người ác, Ngài không phải là người
loại bỏ, nhưng mà nó vẫn có tạo ra những cái cơ may rất đặc biệt để mà có thể giải oan cho những người trong những cái hoàn cảnh đặc biệt này. Cho nên chính cá nhân chúng tôi đã tìm được cái tờ báo này, và nhờ vậy cho nên bây giờ nếu quý vị vào trong online của Người Việt cách đây trong đầu tuần này, và cả cái tờ Người Việt đã in lại cái bài viết đó, thì quý vị có thể thấy được. Xin cảm ơn anh Minh Thị. Và tôi xin nói thêm chút nữa quý vị, để Tết Xuân này nói giống trẻ là đi sát gái, thì tôi muốn nói thế này, trong cái thời gian mà tôi đã sang đây rồi, tôi có gọi về cho ông bạn tôi, ông ấy thì là chuyên môn đi với lại Phùng Quán, cũng đến gặp Phùng Quán hết cả. Thì tôi hỏi ông, mà tại sao lại có cái chuyện người nào mà lại nói cho ông chuyện đi sát gái, có chuyện tầm bậy như vậy? Thì ông bạn tôi có trả lời thế này này, nó nói là sự thật ra cái thời đời sống của thiện lúc ấy khổ sở lắm. Bản thân tôi cũng thế, có nhiều khi là nhắc củ sắn cầu rồi đó, bên này cũng quan mình đó, đi đường ra ăn thế thôi, nhìn với nhau thế thôi. Thế chị bảo chồng thì ông thiện là ông có không có sống khổ lắm, có biết cái thời gian mà trước khi tôi đi đó thì ông vô tình để thăm thôi. Thì cái nhà tôi là ngăn bằng cái nếp, có một cái điếu cầm, một cái bàn gỗ lợp chẩn thế thôi. Thế thì ông bảo thì thường thường buổi chiều đó, và khoảng tầm 3-4 giờ chiều thì ông ra ngồi vườn hoa để chờ một cái ông gọi là anh Oánh, chúng tôi gọi là Oánh Trộn. Anh ta thì thành phần nữa là, và cái thành phần nữa là cuối cùng vốn ở Hải Phòng, nghèo đói, nhưng cái tính của anh ta là thẳng thắn, có cái gì tay chửi không thẳng thẳng ngay, cho đến nó bắt đi ra tù. Thế câu chuyện thế này là thường những buổi chiều ông Thiện ra ngồi vườn hoa đợi Oánh Trộn về để đưa đi ăn, chứ không phải là đi sát gái. Tôi nói thật. Xin cảm ơn ông Minh Thi. Kính thưa quý vị, ca sĩ Thu Sương với biệt danh là Hạt Sương Khuya, và giọng hát truyền cảm lúc mong manh như sương khói, lúc thì nóng cháy rực lửa cho tình yêu quê hương. Cô từng nói là tôi hát bằng dòng lệ cho những oan ức, những phẫn nộ trải dài trên quê hương Việt Nam đau khổ. Và với tiếng hát của mình, Thu Sương đã nói lên tiếng nói của các ngư dân nạn nhân Formosa, các dân oan mất đất mất nhà và các tù nhân lương tâm. Ngày hôm nay chúng ta chào đón ca sĩ Thu Sương đến từ Pháp Quốc qua hai nhạc phẩm Lệ thơ Nguyễn Chí Thiện, nhạc của Mai Đằng, và Mẹ tôi thơ Nguyễn Chí Thiện, nhạc của Đình Đại. Lâu lắm này Thu Sương mới có cái dịp trở lại Cali này. Rất vui được gặp lại tất cả quý anh chị em nghệ sĩ cũng như các cô, các chú, các bác ở đây. Anh em cầm cái mic này có phải không thưa anh? Cái này đúng không ạ? Dạ. Dạ vâng, thưa quý vị, để không làm mất thời giờ của quý vị, tại vì đây là một cái buổi để tưởng niệm nghệ sĩ Nguyễn Chí Thiện, và Thu Sương rất hân hạnh được chú Trần Phong Vũ cũng như chị Tâm An, và cũng như là Linh đã mời Thu Sương qua bên này để trình bày hai ca khúc đó. Cho nên Thu Sương đã đặc biệt đã đổ cái chuyến bay của mình kịp để đến đây để tham dự. Xin mời quý vị thưởng thức hai ca khúc của mình, chị Bích Trâm giới thiệu của quý vị. Thank you.
Khi mẹ ngồi lên cầu,
Bảo Long và các anh chị em yêu ca được đóng góp trong cái ngày giỗ của cuộc sĩ Đồng Chí Thiền này. Bảo Long là hậu bối, vì như vậy tuy rằng là rất là yêu thơ của ông Nguyễn Chí Thiền, nhưng mà Long không có dám nói rằng là Long có thể thấm được tất cả những cái ý thơ của ông Nguyễn Chí Thiền, vì theo như Long nghĩ thơ của ông viết bằng máu những người không có ở trong cái hoàn cảnh đó, thì không thể nói rằng là đã hiểu được tất cả những cái nỗi uất hận, những cái khốn cùng của cuộc sĩ Nguyễn Chí Thiền. Tuy nhiên đọc thơ của ông thì có những có một vài bài mà khi Long đọc thì Long lại cảm thấy là lập tức nó có một cái bức tranh nó vẽ rất là rõ ràng trước mặt, chứ không có phải là những cái từ hoa mỹ cao xa hay là mỹ miều. Lúc đầu nó có thể tưởng tượng được ngay một cái hình ảnh trước mặt. Một trong những cái bài thơ đó là cái bài của Tây Em Chồng, ông viết về những người tù nhỏ xíu. Ông rất là cảm động, thì trong một lúc ngẫu hứng thì Long viết thì thôi, chứ còn thật sự Long không phải nhà viết nhạc thành gì cả. Kính mời các quý vị cùng nghe bài một Tây Em Chồng của thơ nhạc sĩ Nguyễn Chí Thiền. Từ lâu
đẹp. Những thiếu nhi điển hình chế độ của mới đi tù trông thật ngộ. Lon son không phải mà quần vì chiếc áo tù dài phủ kín chân. Giờ thầm thoát 10 năm đã lớn, bắt mũi bêu vào tính tình hung tận. Em hung hăng chửi bới tục tằng, có thể giết người vì củ sắn củ khoai. Em tục tằng chửi bới tục tằng, có thể giết người vì củ sắn củ khoai. Thank you.
in công cho bao người, viết chữ thiên cho muôn loài. Nó thế sẽ không biết một chữ cho kẻ gian, một chữ cho kẻ
chúng ta hãy cùng nhau hát câu cuối cùng không ạ? À? Bây giờ mình im, mình không có microphone gì hết, thì nghe quý vị hát nha. À, con tim đang, quý vị hát như vậy được không? Tấm lòng tha thiết với quê hương trong một Việt Nam tự do dân chủ. Xin cảm ơn quý vị.